thỏa mãn hay chưa? Những cái khách cần phục vụ. Còn ở bán hàng là thỏa mãn cái mà sản phẩm nó cần. Để bán được sản phẩm thì đó là sản phẩm và những cái ngoài sản phẩm. Và cái gì thấy rằng sản phẩm phải cộng với cái phục vụ thì cái gì mới giữ được. Sản phẩm ok lắm rồi, nhưng mà khốn nạn con người nó cần một cái vế thứ hai nữa. Chúng ta tiến hành phục vụ những cái mà khách cần phục vụ. Đấy, chăm sóc khách hàng là một chuỗi hành vi nhằm phục vụ cái mà khách hàng cần phục vụ. Như vậy nó nằm ngoài sản phẩm này, thấy chưa? Nhằm giữ khách hàng và phát triển khách hàng. Người ta phát triển bằng cách không cần phát triển, bạn cứ làm thật tốt thì tự khách nó nói là người ta kiếm khách bằng cách không làm gì cả. Các chị ạ, một sản phẩm giá thành là giá thành, các chị đặc biệt chú ý tôi nói đi nói lại nhé, giá thành là chi phí, còn giá bán là giá thành cộng thêm lợi nhuận. Đừng nhận giá thành như là bán nhé. Tôi giả sử giá thành các chị là 8 đồng và các chị hoạch định một giá bán hoàn toàn cạnh tranh được là các chị bán 12 đồng, thấy chưa? Thì tôi xin nói với các chị nhé, thì trong này đấy, cái phần sản phẩm mình ăn lãi nó sẽ là 10 đồng. Như vậy riêng phần sản phẩm lãi 2 đồng. Nhưng còn 2 đồng nữa ở đâu? Thì 2 đồng nữa là nó nằm ở 2 đồng nữa, nó nằm ở phục vụ. Như vậy bạn mang sản phẩm 10 đồng ra bạn bán, xong bạn cộng với, khi bán còn danh con phải cười. Như vậy tiền cười là 2 đồng. Cười là thành phần của sản phẩm. Vì mày cam kết với khách là bán cho khách một sản phẩm 10 đồng cộng thêm tiền cười nữa. Nếu bán sản phẩm mà không cười, các chị bán một sản phẩm không hoàn chỉnh, bán tới cấp mà thiếu cái quài. Khi nào các bạn nhận thức được như vậy thì các bạn hãy gọi mình là nhà kinh doanh. Và kết quả chúng ta bán được 12 đồng thì trong 12 đồng nó là tổ hợp của các nhân tố sản phẩm và những nhân tố phục vụ sản phẩm. Hai thằng mỹ phẩm cạnh tranh, hai thằng đều 8 đồng, các chị ạ. Và thằng số 1 bán 10 đồng, thằng số 2 bán 12 đồng. Người ta sẵn sàng mua thằng 12 đồng, các chị ạ. Cạnh tranh giá bằng cách tao nâng giá lên, chứ tao không giảm giá xuống, các chị ạ. Cạnh tranh mà giảm giá là thứ hạ sạch. Động tác thứ nhì nếu có nâng giá chứ không hạ giá. Chăm sóc khách hàng là thế, bây giờ hiểu chưa? Như vậy sản phẩm của tao với mày bằng nhau, nhưng thằng nào đưa sản phẩm ngon hơn, thằng nào ói chi phí ra hầu người ta sau bán tốt hơn thì thằng đấy ăn. Từ khái niệm đó thì chúng ta có một động tác thứ hai, đó là phân tích cái ý của rồi. Bài học hôm nay là bài học cười, là bài học nhấc điện thoại lên hỏi người ta, là bài học phi xuống tận nơi. Các chị làm một người, các chị sẽ có 1.000 người. Thế thì tại sao mà mình nghe răng cười ở khâu bán? Tại sao mình nhấc điện thoại ở khâu sau bán? Tại sao mình nhảy xuống mình hướng dẫn người ta? Cho nên ở đây phân tích nó thì là động tác số 1. Người ta chỉ tin các chị ạ khi mà khách hàng đã có sự trải nghiệm. Chăm sóc khách hàng là đi bán cho người ta một cái trải nghiệm. Các bạn không có quyền bắt người ta tin. Một sản phẩm tốt phải có trải nghiệm. Và thứ hai, đó là sản phẩm tốt chưa đủ mà cần thêm một trải nghiệm của sự hài lòng. À, bây giờ anh tin em, mỹ phẩm của em là từ thiên nhiên chưa? Tin rồi. Thứ nhất, tao dùng. Thứ hai, tao có thằng bạn làm hóa học. Cái thứ ba, tao biết là thằng bạn tao nó dùng thì mặt nó tan nát ở hãng khác này. Tao tin mày, nhưng tao không hài lòng. Đừng nói nữa. Và tất cả những cái chăm sóc nó thì nó lại thêm một trải nghiệm. Thì lần này là trải nghiệm của sự hài lòng. Vì trải nghiệm sản phẩm chưa đủ trong cái trải nghiệm này. Ý số 2, sự trải nghiệm của khách hàng nó gồm
Đó gồm trải nghiệm với tất cả các điều trạng của sản phẩm khi khách hàng chạm tới, chứ không phải chỉ có một để ta trải nghiệm sản phẩm trên mọi điểm trạng. Tức vậy là trong sản phẩm nó cần điểm trạng, và ngoài sản phẩm nó cũng cần điểm trạng. Và các chị phải vẽ vòng tròn điểm trạng, tí nữa vẽ thì nó cần trải nghiệm những điểm trạng nào. Bây giờ ý số 3, sau khi nó trải nghiệm các điểm trạng thì nó thấy ok, nó sẽ quay lại. Mà các điểm trạng thì vai trò ở mỗi điểm trạng nó không giống nhau. Và cụ thể như sau. Thứ nhất, người ta quay lại, đó là chất lượng sản phẩm 88%. Thứ hai là điểm trạng về giá, làm cho người ta quay lại 50%. Các chị đừng cộng các yếu tố nhé. Yếu tố thứ ba, sự tiện lợi. Tiện lợi 45%. Tiếp theo, đó là người ta quay lại bởi tính cam kết. Không cần chất lượng, đúng thì mày nói cái gì mày làm đúng cái đó, 15%. Khi thỏa mãn được nhân tố cá nhân, 12%. Tiếp tục, các nhân tố khác, 9%. Và nhân tố cuối cùng là nhân tố chúng ta phải học, đó là tổ hợp mà tất cả cái này xong hết rồi. Chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng tôi để cuối cùng, tức là quá trình nuôi dưỡng cái phây của mình, nuôi dưỡng cái quan hệ này. Các bạn ạ, quay lại 72%, các bạn thấy tầm chứ. Vậy thì khách nó quay lại khi nó trải nghiệm đủ ngần này các điểm trạm của nó. Điểm trạm số 1, điểm trạm số 2, điểm trạm số 3, điểm trạm số 4, điểm trạm số 5, điểm trạm số 6, điểm trạm số 7. 7 điểm trạm thì sản phẩm của bạn chắc chắn ghe được thằng khác. Trong đó chăm sóc khách hàng thuộc của mỗi sản phẩm. Chăm sóc là một tổ hợp các yếu tố mơn man cái tình cảm người ta. Chứ nó lại không cụ thể như điểm trạm khác. Đó là cam kết, cái gì ạ? Đó là tiết lợi, cái đó là nằm trong cấu tạo sản phẩm đấy, anh chị ạ. Vậy thì tóm lại 72% nó gồm những hành vi nào? Chú ý, vẫn là trong phần 1, chú ý đầu tiên, anh chị ạ, giữ khách rất khó. Các bạn ạ, giữ khách rất là khó và mất rất nhiều chi phí, anh chị ạ. Và số liệu minh chứng đã cho thấy điều đó. Nhưng nó ít khó hơn, chứ không phải mệnh đề như người ta nói đâu, nhưng nó ít khó hơn và nó chi phí thấp hơn. Mặc dù chi phí rất cao nhưng mà nó vẫn thấp hơn so với phát triển khách mới. Bởi vì thưa các anh chị, là khách mới bây giờ nó nằm trong tình trạng ngày xưa một thằng bán 100 thằng mua, đói ăn cả đạn. Cho nên tình trạng tôi đã chứng minh nhiều lần rồi, 80 thằng bán còn có 20 thằng mua. Và kết quả là mỹ phẩm tràn lan, bởi vì nó gọi là quá trình bãi đầu tư. Ví dụ các bạn đầu tư vào điện thoại di động, các bạn lãi được 20% trên vốn nền ROE. Nhưng mà đầu tư vào lúa được có 7%. Nó bán hết cả ruộng cả đất nên nó tràn vào điện thoại ngay. Ở các nước nó gọi là hiện tượng toàn dụng. Toàn dụng nghĩa là gì? Mày đã bỏ ra 100 đồng thì mày bỏ bất cứ lĩnh vực nào, đi buôn, sản xuất hay ngân hàng, mày đều chỉ lãi được 10%. Thì 10% này nó gọi là lợi nhuận bình quân của xã hội. Một lĩnh vực nào đó mà nó lên 12% thì lập tức là nó bán cái nhà máy 10%, nó chuyển sang lĩnh vực 12% ngay lập tức. Người ta gọi đó là sự kỳ diệu của thị trường, nó tự điều chỉnh. Chỉ có riêng Việt Nam là đất nước chưa toàn dụng, cho nên có lĩnh vực thì ăn 30%, mà có lĩnh vực ăn có 5%. Để có một khách, cái chi phí mà giữ nó lại khó lắm, nhiều tiền, nhưng nó chứng minh rằng ít hơn nhiều so với việc phát triển của khách mới. Mệnh đề thứ hai, động tác thứ hai, độ trung thành của khách. Các chị đặc biệt chú ý,
khách hàng, nó gồm cả khách nội bộ. Tức là độ trung thành của nhân viên cũng nằm trong khái niệm này. Độ trung thành của thằng mua cũng nằm trong khái niệm này. Độ trung thành của thằng bạn, bạn cũng là khách. Nên nhớ được là nó cũng nằm trong khái niệm này. Thì nó chứng minh rằng độ trung thành của khách càng lúc càng thấp. Các bạn đừng đòi người ta. Bởi vì cái cạnh tranh càng lúc nó càng cao, người ta không trung thành nổi được. Cho nên là nó đến một cái mệnh đề chú ý thứ hai, đó là giữ khách, các chị ạ, ngon hơn là kiếm khách. Nhưng mà giữ khách thì nó mệnh đề hai là nó đưa đến hậu quả giữ khách càng lúc càng khó. Nhưng mà phải chú ý mà ngoặc nhé. Khách này gồm ba khách: khách đầu vào. Khách đầu vào là khách mà mình phải đi mua nguyên liệu của người ta, đó là nhân sự, tức là người tài, là người bán cho mình, là nhân sự có tài, đó là các bộ phận hiệu quản, hai là các cơ quan công quyền, thứ ba là cái lô vụ tài trợ vốn từ ngân hàng đến các quỹ đầu tư, và cuối cùng đó là cơ quan chính quyền chứ không phải công quyền. Khách thứ hai là khách nội bộ, cái bọn nhân viên lòng trung thành càng lúc càng thấp, chăm sóc khách hàng càng lúc càng khó. Mà mày không chăm nhân viên với cường độ cao thì nó tè sang chỗ người khác chăm tốt hơn. Và cái thứ ba là khách đầu ra. Khách đầu ra, một là thằng tiềm năng không có tiền, loại thứ hai là loại tiềm năng mà có tiền, và khách cuối cùng, khách đầu nhất mình phải chăm, đó là khách mà người ta trọng tâm, người ta dồn vào khách này, đó là khách đầu mối. Nếu các bạn thành tâm thì cái số công sức bỏ ra, tôi khẳng định các anh chị, nó không nhiều. Nhưng các anh chị hãy coi người ta như người nhà thì các bạn ăn. Chưa cần làm gì, cái thái độ thôi. Thế nên, các bạn thuyết phục các anh chị. Chú ý thứ ba, trụ cột của chăm sóc. Trụ cột của chăm sóc khách hàng nó có 3 trụ sau đây. Trụ số 1, sản phẩm và cái xung quanh sản phẩm. Cái trụ cột thứ hai là trụ cột về tính tiện lợi, và trụ cột thứ ba đó là cảm xúc. Ba cái trụ này mà bạn mất một trụ là bạn thua. Bây giờ chú ý thứ tư, khách hàng chăm sóc phải có sự phân biệt, không phải khách nào cũng chăm sóc. Chiến lược khách hàng là đuổi bớt khách, chưa bao giờ chiến lược khách hàng là chỉ có một chiều. Chiến lược rủi ro là nâng rủi ro lên, chứ không phải là chỉ có giảm rủi ro xuống. Nâng đến điểm tối ưu thì lợi nhuận tối ưu. Chiến lược giá là tăng giá lên, chưa bao giờ có khái niệm chiến lược giá là hạ giá xuống. Khách hàng chăm sóc nó là khách đã được phân loại rồi. Chú ý thứ tư, chăm sóc khách hàng là một phần của sản phẩm. Người ta mua cái công năng, người ta mua cái thái độ, chứ không phải người ta chỉ mua cái công năng. Và người ta hay gọi chúng ta bây giờ thuộc lòng rồi, còn buổi đầu thì không nắm được. Chính nó là phần gia tăng, nó được chia thành các cấp độ. Các chị ạ, cấp độ 1 nó là một phần sản phẩm không thành được. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Các chị ạ, cứ lần lượt thế. Ở cấp độ 1, cái phục vụ người ta, hầu người ta thì nó gọi là mức kém. Biểu hiện của mức kém đó là các lời kêu ca phản nàn rất nhiều. Ở mức 2 là cái mức bình thường, biểu hiện ra ngoài mày phải mua. Ở cấp độ 3 đó là cấp độ đạt. Đạt ở đây nó được hiểu là đạt được mong muốn của khách. Ở cấp độ 4 là mức độ đạt, nhưng mà đạt ở mức kỳ vọng. Mức số 5 là đạt, nhưng mà nó đạt ở mức ngạc nhiên. Mức 6 là mức đạt, đạt mà không tin nổi. Chăm sóc khách hàng thuộc về tất cả mọi người trong công ty, chứ không phải là nhân viên chăm sóc khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng. Và bây giờ phần thứ hai, phẩm chất cần có của nhân viên chăm sóc khách hàng. Và bọn này là cái bọn được định hiểu, được hiểu là bọn đối mặt với khách, đối mặt với khách cho nó rõ ràng rồi. Thì cái bọn
mà phải chăm sóc này nó lẫn lộn vào thằng bán và lẫn lộn vào thằng chuyên gia chăm sóc, thì nó gồm thằng bán và bộ phận chuyên chăm sóc. Phẩm chất đầu tiên kiên nhẫn, đấy là cái sơ khoa. Thứ nhì là lắng nghe, tiếp theo là phẩm chất giao tiếp. Mà giao tiếp thì tôi nói rồi, nói nghe khen chê phi ngôn ngữ, tiếp theo có trách nhiệm, tiếp theo khả năng tương tác, bắt buộc phải có hiểu biết về sản phẩm, đó là sự chủ động. Toàn những phẩm chất mà người Việt rất khó cứu. 100% là bị động, đọc được cảm xúc của khách hàng rất quan trọng, khả năng kiểm soát được cảm xúc, kỹ năng thuyết phục. Bước 1, hãy cho người ta niềm tin. Đầu tiên ăn mặc đàng hoàng, cách nói không đùa cợt các bạn. Thứ nhì, tạo cho người ta thích. Và cuối cùng bắt đầu mới tung cái nội hàm để thuyết phục ra. Tiếp theo là kỹ năng xử lý tình huống. Kỹ năng tiếp theo, kỹ năng học hỏi. Và kỹ năng cuối cùng phải cực kỳ linh hoạt. Đấy là phẩm chất cần có, được chưa? Kiến thức số 3. Nội dung chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng là cái phần thành phần của sản phẩm và thành phần mở rộng của nó. Vậy thì sản phẩm có rồi, vậy thì chăm sóc khách hàng nó chạy dài suốt từ khi bắt đầu tìm khách cho đến khi hậu mãi. Chứ không phải chỉ hậu mãi, thế nó gồm những việc gì? Nó gồm có nội dung mà mình phải làm. Những việc phải làm trong khái niệm chăm sóc khách hàng là gì? Rạch ròi nó ra, không thì nó lẫn sang khâu bán hàng, không thì nó lẫn sang quảng cáo. Nó thành những công việc rất cụ thể các bạn ạ. Vậy thì tí nữa bạn về bạn nắm rồi, bạn mới chiếu tướng vào công ty nhà bạn. Hóa ra mình mới làm bán hàng chưa chăm sóc, xong bạn ngộ nhận đấy là chăm sóc các bạn ạ. Vậy chăm sóc khách hàng nó gồm những công việc gì? Nội dung số 1, quy định thành văn bản. Và các bạn sẽ có hàng sắp văn bản về nhân sự, quy chế, văn bản về tài chính, quy chế mà. Quy chế xe hơi, quy chế dùng điện, quy chế điện thoại, quy chế điện thoại di động. Và các chính sách về dịch vụ, tức là cái nằm ngoài sản phẩm, cái nằm ngoài sản phẩm, các chính sách về dịch vụ. Ví dụ nhé, chính sách của bọn tôi cho phép nhân viên được giảm giá trong phạm vi 10%. Các anh chị nên nhớ 10% nó cực lớn đấy. Các anh chị ạ, vì tất cả hệ thống chiếu từ nó không thể đút túi được đâu, nhưng phải cho người ta cái quyền. Cho nên lính các anh chị nó có một cái đặc điểm, nó làm như một cái robot, nó thực hiện đúng ý đồ của sếp. Thì ngân hàng nó có cái đơn vị hành chính thấp nhất là phòng giao dịch. Các anh chị ạ, thì phòng giao dịch bây giờ bọn tôi cho những cái quyền độc lập. Mà đã cho quyền độc lập thì bọn tôi gọi nó là giám đốc. Cho nên chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng kinh doanh, nó là giám đốc nhân sự. Khi đã là giám đốc thì nó có một cái quyền cố định, không lệ thuộc vào thằng CEO. Các anh chị ạ, khi nó vượt cái quyền đó thì bắt đầu nó mới làm ký nháy để nó xin ý kiến của CEO. Còn trưởng phòng là không có cửa. Thế nên cái tên gọi nó khác biệt chứ. Vậy thì tôi cho nó cái thằng giám đốc một cái quyền nào đó thì nó mới là giám đốc. Nhưng mà quân của nó chỉ từ 4 đến 9 quân là cao nhất. Chính sách dịch vụ của tôi, nếu thằng nhân viên mà cái thằng giám đốc phòng giao dịch, cái thằng giám đốc phòng giao dịch, các chị tưởng tượng nhé, đôi khi nó 25 tuổi,
bất kể nó dài vì cái xác suất sai của thằng ai làm tổ chức cao. Nhưng nếu cãi lại trong giờ làm việc, đuổi ngay lập tức cho hợp đồng của tôi ghi rất là tốt, chấp nhận nghe tuyệt đối mọi chuyện thằng ôn này đúng hay sai. Còn giám đốc chi nhánh, mà giám đốc chi nhánh mà bao học tao còn giám đốc khu vực, mà giám đốc khu vực bà lão tao còn tổng giám đốc. Cho nên các bạn phải ra chính sách rất cụ thể, có gì ạ, từng chi tiết một thì mới có cơ sở luận để cho lính nó thực hiện chăm sóc. Ngoài các chính sách về nhân sự, chính sách về tài chính, chính sách về marketing, đầu tháng thứ hai về mặt tổ chức nhé, thiết lập hệ thống trợ giúp hoặc hệ thống hướng dẫn, nó tùy cấp độ, nhằm tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc của mình, dịch vụ chăm sóc của mình. Cho nên bọn này nó training liên tục, đồng thời tất cả những pha hiểu học đưa cho nó cả, chỉ cho con nhân viên làm đi. Nó là trợ giúp hoặc là hướng dẫn. Phải kiếm một con bậc thầy về chăm sóc của cái dạng sản phẩm này và của công ty này, và đóng vai trò trợ giúp cho lính. Ở bên kia lính là được quyền thao tác, được quyền xài cho công trình 10%, còn cái lực lượng trợ giúp được sống được. Anh được em thì alo cho trợ giúp chỉ đạo bạc, còn không thì cái chị chỉ nói đi thì suốt. Chỉ cần một thằng thôi, một thằng phó kiêm trợ giúp nhân viên dịch vụ. Wow, trợ giúp ít còn hơn là chủ lực không trợ giúp. Động tác số 3, xây dựng hệ thống đánh giá, tức là đánh giá chăm sóc ấy. Như thế nào là tốt, thế nào là xấu chứ? Cái hệ thống đánh giá này nó có phần mềm. Kết quả khi áp dụng hệ thống thì bạn chưa có phần mềm, bạn đánh giá bằng tiêu chí chính cũng được. Từ cái hệ thống này mà nó đưa đến các chế tài. Chứ không thì bạn bảo là mày kỳ quá, mày phải chăm sóc người ta. Nó bảo thế, theo anh chăm sóc người ta. Bây giờ anh xuống hay làm mẫu này, à làm mẫu cho em. Chế tài gồm có hai chế tài. Một là kỷ luật. Kỷ luật ở đây nó rất nhẹ nhàng thôi, từng bước một, nếu không thì chuyển vào chỗ khác này. Thứ hai, nó là thưởng. Nó thưởng quyết liệt đấy các bạn ạ. Tôi không phủ nhận doanh số đồng nghĩa với kết quả, nhưng cái chỉ đồng nghĩa với chỉ chết. Doanh số thấp nhưng mà khách quay lại nhiều, tính trên từng đầu con một đấy. Đó mới là vĩ đại các bạn ạ. Người ta thưởng trên tỷ số khách quay lại chứ, tỷ số 4 của chăm sóc khách hàng. Phải đảm bảo chắc chắn rằng chăm sóc khách hàng là văn hóa của mọi nhân viên trong công ty. Nó chạy suốt từ thằng giám đốc đến thằng giữ xe, kiểm tra một thằng không có loại này. Thế bạn chưa làm được thì bạn cũng phải được 50% chứ. Nhưng các bạn phải tạo ra một cái máu nó là mê khách hàng. Đó là khẩu hiệu thời đại này. Nó mê khách thôi. Cái gì? Sau khi phải mê khách thì mặc định phải có tiền. Nó thành cái văn hóa thôi. Chăm sóc khách hàng phải ngấm vào từng người. Vì thời đại đã thế rồi, không còn cách nào khác đâu. Ở yếu tố 4, phải tạo cho mình một cái rất là thực tâm. Động tác thứ 5, tạo ra một mức độ sẵn sàng. Nó thành một cái văn hóa các bạn ạ. Cho nên các công ty của Nhật nó ghi ở ngoài cửa: thay đổi hay là chết. Không bao giờ cho công ty nó ở trạng thái đứng im cả. Liên tục phải vận động thì người ta mãi người ta quen. Nó tạo ra một cái mức độ mà nhân viên người ta thấy thay đổi là bình thường lắm. Tao phải làm, tao lĩnh lương thì tao phải làm. Nó bình thường lắm. Ở đây là thái độ sẵn sàng. Các bạn ạ, như là một thói quen. Động tác 6, đó là phải đảm bảo chắc chắn rằng là thông tin hai chiều vô cùng quan trọng. Cho nên trường tôi là có cả một cái khóa thông tin quản trị, trường nào cũng phải có.
Thằng nào nắm được thông tin, thằng ấy nắm được quyền lực, nó gọi là quyền lực thông tin. Thế nên phải đảm bảo chắc chắn rằng là thông tin phải đảm bảo đa chiều, đảm bảo chắc chắn rằng thông tin từ lãnh đạo xuống nhân viên. Cái thứ hai là thông tin khách nó chửi phải lộn trở lại thằng trung gian, phải đảm bảo chắc chắn lộn lại cho tôi. Các bạn ạ, với tư cách thằng cầm đầu chăm sóc khách hàng là các thông tin đa chiều cả nội bộ lẫn bên ngoài. Nội dung số 7 đó là lực lượng trực tiếp. Thì cái bọn chăm sóc khách hàng nó là một cái bộ phận riêng, mà đa số cái chỉ doanh nghiệp vừa nhỏ nó nằm luôn ở cái đám bán hàng, còn công ty lớn nó cũng nguyên một cái bộ phận để nó làm đầu mối. Lực lượng trực tiếp chăm sóc khách hàng phải gồm, phải chứa các câu cửa miệng. Nó là nghề, và nói đi nói lại khách nó vẫn phê. Nhưng mà trước khi ta tỏa mày xuống, mày phải nắm được sản phẩm, mày phải có các kỹ năng, nhưng tối thiểu nắm được các câu cửa miệng đã là chăm sóc. Mở mồm là câu đầu. Và bây giờ tôi sẽ lấy một loạt ví dụ. Thứ nhất, thuộc tên khách hàng. Đã kêu khách hàng là phải kêu tên. Đó là hàng không Việt Nam. Công nghệ số 1 để đặt nhân tâm. Nhân tâm là con người rồi, đặt là mua nó, mua lòng người đầu tiên là nhớ tên khách hàng. Câu cửa miệng thứ hai, tôi có thể giúp gì được anh. Tuyệt đối không được nói chỉ bán hàng. Các bạn ạ, nó ăn là chữ giúp, đầy chân thành cho nó. Câu số 3, tôi có thể giải quyết được vấn đề đó. Tuyệt đối không được nhượng bộ, không được kêu than, tôi có thể giải quyết được. Anh phiền lòng đợi tôi tí nữa. Câu tiếp theo, tôi sẽ cập nhật thông tin cho anh một thông tin mới nhất. Bạn có thể cập nhật, có thể không, ít nhất là bạn phải vừa lòng người ta. Sau đó bạn làm thì nó mới ăn. Nó tạo ra cái thế của lòng tin, cái thế của cảm xúc. Câu tiếp theo, tôi sẽ giao hàng đúng hạn, chắc cú luôn. Và khi bạn đã mặc áo dài thì bạn không thể nói bậy được, không thể đưa chân lên ghế được. Bạn đã mặc com lê thắt cà vạt thì bạn khó làm bậy được. Mà khi bạn đã nói câu đó thì bạn giảm 50% không đúng hạn. Vì thế sẽ đúng là những gì mà anh đã làm. Những cái câu đầy khẳng định như vậy là trách nhiệm thuộc về kẻ chăm sóc. Nó sẽ chắc chắn đúng so với gì anh đã làm. Anh đừng thắc mắc gì nữa, yên tâm đấy. Câu cửa miệng tiếp theo, mọi việc sẽ được hoàn tất vào chiều nay. Câu tiếp theo, tôi rất cảm kích vì sự quan tâm của anh, không bao giờ thừa. Đó là việc số 7. Việc số 8, ồ, hậu mãi chỉ là một trong những việc thôi nhé. Các bạn đồng nghĩa hậu mãi với chăm sóc các bạn quá tệ. Hậu mãi nó gồm những việc sau đây. Việc số 1, ngay sau khi mua hàng, cho nên gọi là hậu mà đi. Còn trước khi mua hàng là làm 7 việc thôi. Ngay sau khi mua hàng phải làm động tác liên lạc với khách để hướng dẫn và nhận góp ý. Vậy thì bạn phải có văn bản quy định cho chúng nó chứ. Hướng dẫn khách sử dụng thế nào, theo dõi người ta thế nào, và đặc biệt lấy lại lời chửi của người ta. Động tác thứ hai, thường xuyên giữ sợi dây quan hệ với họ, không được để nó nguội. Nó giữ mối quan hệ đó. Đó là thiệp, đó là thư hỏi thăm. Tiếp theo của hậu mãi, đó là giao tiếp cá nhân. Giao tiếp cá nhân người ta sử dụng chủ yếu là công cụ email. Tất cả các chương trình, các bước nhảy vọt, các sản phẩm mới của công ty giới thiệu ấy, có những khách tôi sẽ không thả, còn cái giữ kia là tôi thả một cách đại trà. Ok. Động tác tiếp theo của hậu mãi, nhớ các dịp đặc biệt. Động tác tiếp theo, các thông tin hữu ích. Tất cả các cái xe máy, những dụng cụ anh mua, nếu trục trặc đợt này đến em thấy hết.
Đợt này em có một đợt đổi toàn bộ mắt sản phẩm cũ đổi sản phẩm mới. Tất cả phần sai biệt ấy công ty em chịu. Với ý nghĩa là một lời tri ân. Cho nên tất cả những thông tin gì các bạn lại đi các bạn chỉ đặt ra mà các bạn không luôn la làng thì hậu mãi đó là ói tiền, hậu mãi đó là giải quyết tình cảm, chứ không phải hậu mãi là chỉ ba câu đại bôi. Nhưng cũng không phải chỉ có tiền gỡ bằng được và nuôi được cái quan hệ đó. Thì đấy là 8 việc phải làm trong chương trình chăm sóc khách hàng.